Để chiến thắng thử thách này, lần này các thí sinh đều cố gắng hết mình, kẻ mạnh thì ăn thịt gà hoặc bắt cá giết hoang dã. Liên minh nhịn đói đã có cách tiếp cận khác, tấn công con đỉa mà ngay cả Estafford cũng phải sợ hãi. Thời gian đã đến ngày 29, và còn lại 5 thí sinh trên sân, Dave xứng đáng là người đi rừng giỏi nhất. Vừa đi vào rừng chưa đầy 10 phút, một con gà gô đã nằm trên lòng bàn tay. Sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng này, Dave cuối cùng đã tìm ra chân lý, mặc dù rất tàn khốc, nhưng trong môi trường sinh tồn, đó là cách chọn lọc trong tự nhiên, điều kiện tiên quyết để có lòng nhân ái là phải sống. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cuối cùng anh cũng ngừng lo lắng, nghĩ lại lần trước mình bắn trượt. Dave cảm thấy rất hối tiếc, để ngăn chặn trường hợp tương tự xảy ra lần nữa, anh quyết định chế tạo một khẩu súng Atlan. Đó là một công cụ săn bắn được người Ấn Độ cổ đại sử dụng cách đây 17.000 năm. Cái tên nghe khá ấn tượng, nói một cách thẳng thắn thì đó là một cây gậy ném giáo. Anh chọn ngẫu nhiên một cây gậy và đặt nó lên trên, nhắm vào mục tiêu và tấn công mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ của gậy ném, ngọn giáo có thể bay ra với tốc độ lên tới 2 mét mỗi giây. Anh tin lần sau sẽ gặp được chú cò đó, và chắc chắn sẽ không cho nó cơ hội trốn thoát. Bây giờ mùa đông đang đến gần. Để tồn tại trong giá lạnh, mục tiêu của Dave là bắt được một con hươu trưởng thành. Khi vào rừng lần nữa, anh tìm thấy dấu vết của những chiếc sừng cọ vào thân cây để thuận tiện cho việc quan sát và săn bắt. Dave nghĩ ra một chiến lược tuyệt vời, dùng rìu chặt hai cây thông non, buộc chặt chúng vào giữa những cây bạch dương để tạo thành một điểm quan sát cao 6 mét, nhìn thân cây rung chuyển. Có vẻ như không chịu được cân nặng của anh, nhưng Dave không hề sợ hãi. Randy ngồi ở phía bên kia, đã phải chịu đựng rất nhiều những ngày này. Một con nai sừng tấm chạy gần trại, tiếng hú lúc nửa đêm khiến anh không thể chịu nổi. Bây giờ chưa phải lúc hết lương thực, Randy chưa muốn gây sự với những kẻ đó. Nhiệm vụ hôm nay là tiếp tục câu cá trên sông, dùng chai thủy tinh làm cuộn dây. Với kỹ năng câu cá tuyệt vời, trong vòng 2 phút đã câu được một con. Ai ngờ nó đã trốn thoát khi được kéo vào bờ. Nhưng Randy không nản lòng. Với kỹ năng của mình, anh nhanh chóng câu được con thứ hai, đúng lúc chuẩn bị lên bờ thì bi kịch lại xảy ra, như người ta vẫn nói bất quá tam, anh ấy cũng tin vào điều đó. Ngay sau đó, lần câu cá thứ ba bắt đầu, anh ấy lại nhanh chóng kéo dây câu, liên tục bắt được những con cá, thao tác linh hoạt như bắt cá ở trong ao, phút chốc dễ dàng thu được 5 con cá lớn, bao gồm cả những con trước đó, anh đã bắt được 10 con. Randy chính thức lên tiếng kêu gọi tiếp nhận thử thách. Đêm khuya, tiếng khóc của lợn rừng vang lên từ trại của Larry, âm thanh đau khổ khiến anh sợ đến mức không thể ngủ được, bị thúc đẩy bởi sự tò mò. Anh kìm nén nỗi sợ hãi và đi ra ngoài để hỏi thăm tình hình, nhưng anh ta không thấy bóng dáng của con vật nào. Thời gian đã đến ngày 30. Lúc bình minh, Larry vẫn đang nghĩ về lợn rừng, nóng lòng muốn tận hưởng niềm vui ăn thịt. Khi nói điều này, anh nhớ lại cái bẫy săn mà mình đã đặt trước đó. Vào ngày 22, Larry dùng ruột cá hoang dã làm mồi, có thể dễ dàng bắt được protein dưới 90 pounds. Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ trong vài ngày tới không? Khi đến nơi, anh thất vọng, cái bẫy bất động, không có dấu vết của bất kỳ động vật nhỏ nào đến. Dù vậy, Larry vẫn vô cùng hạnh phúc. Hóa ra cái bẫy chuột của anh ta đã được kích hoạt. Niềm vui của anh khiến anh không nói nên lời. Cuối cùng, kẻ thù truyền kiếp đã bị đưa xuống đất, sống sót sau cơn đói trong thời gian dài. Tất cả những gì Larry có thể nghĩ đến là thức ăn. Đối với anh ta, thứ dễ kiếm nhất là cá diếc. Để nâng cao tỷ lệ bắt cá thành công, anh ấy dùng dây paracadan thành lưới. Anh hy vọng có thể bắt cá được nhiều hơn. Kết quả là Larry không bình tĩnh chút nào, nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh. Thế là sau khi anh ta gắt gỏng, trút hết những cảm xúc khó chịu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục như thường lệ. Anh lấy lại tâm trạng và làm những công việc cuối cùng. Sau đó lấy dụng cụ câu cá và đi ra sông. Trong vùng hoang dã, những con sông là nguồn cung cấp thịt tự nhiên. Chỉ cần điều chỉnh chiến lược câu cá, Larry tin rằng anh sẽ có thể lập nghiệp ở vùng đất này. Nói xong thì có chuyển động từ lưỡi câu, anh ngồi xổm xuống và cẩn thận bắt cá bằng lưới, cuối cùng cũng bắt được một con cá to. Thế là xong kế hoạch câu cá ngày hôm nay, thực hiện sự cứu rỗi thể xác cho con cá ngay tại chỗ, quay trở lại trại xiên vào que gỗ và nướng trên ngọn lửa đỏ rực cho đến khi ngửi thấy mùi cá nướng. Larry sau đó bắt đầu tận hưởng nó một cách say mê. Thời gian đã đến ngày 31, với tư cách là người lãnh đạo của liên minh đói khát, Sam vừa tỉnh dậy từ nơi trú ẩn. Trong suốt một tháng, anh chàng lông lá này đã sống sót bằng cách ăn cỏ. Sau đó đến bờ sông để kiểm tra, bẫy lồng đất được đặt cách đây 2 tuần, có một miếng mồi được làm từ tiểu Jerry bên trong. Cứ tưởng một con cá lớn đã mắc câu, nhưng hóa ra ngoài mấy con đỉa thì chẳng có sợi lông cá nào cả. Tục ngữ có câu, kiến còn nhỏ vẫn là thịt. Sam định thu thập chúng trước, trên đường, cân nhắc món hấp hoặc nướng. Nhưng anh ấy nói cũng không dám ăn. Sam nghĩ về điều đó một lúc. Protein là nền tảng của sự sống còn ở nơi hoang dã. Thất bại hết lần này đến lần khác. Vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những kỹ năng đặc biệt của mình. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, một chiếc lưới đã được làm xong. Cứ thả nó xuống sông, sau đó có thể ngồi lại và tận hưởng thu hoạch. Không ngờ lúc đó dòng nước chảy quá mạnh. Sam đã thử nhiều lần, nhưng lưới không bao giờ chìm dưới nước. Lúc này, thái độ lạc quan của anh bắt đầu sụp đổ.
cả ngày làm việc vất vả hóa ra là vô ích, chưa kể việc tiêu tốn rất nhiều calo. Trở lại trại, Sam do dự hồi lâu, không muốn bị khó khăn này đánh gục. Đột nhiên nghĩ đến những con đĩa bắt được trước đó, bây giờ anh đành phải cố gắng ăn. Vì sự an toàn, Sam sẽ nấu trên lửa lớn trong 21 phút, sau đó xâu chúng lại với nhau bằng dây nướng trực tiếp trên lửa. Sau khi ra lò, nhai chúng như kẹo dâu. Phải nói món này quá ghê tởm. Estafford nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Và Sam đã ăn hết trong vài giây. Thời gian đã đến ngày 32, nhiệt độ ở Mông Cổ bắt đầu giảm mạnh. Brit chưa bao giờ thử câu cá trong thời tiết lạnh thế này. Anh khoác lên mình một bộ áo ấm dày. Anh kiên trì rất lâu và cá giếc hoang dã dường như biến mất. Mới thay đổi 7-8 vị trí, vẫn không có chuyển động nào trên lưỡi câu. Randy ở phía bên kia cũng gặp phải tình huống tương tự. Để phòng trường hợp một ngày nào đó nguồn cung cấp cá bị ngừng, anh ta phải tìm nguồn protein thay thế khác, nên đã mang cung tên vào rừng kiếm ăn. Trước khi đợt tuyết thứ hai của mùa đông đến, gà gô là mục tiêu săn bắn phổ biến. Thu hút mục tiêu bằng cách mô phỏng tiếng kêu của gà gô. Cuối cùng không tìm thấy gà gô, mà chỉ thấy một bộ xương nai với những mảnh vụn rải rác xung quanh. Không khó để nhận ra rằng nó chắc chắn là do ba con sói gây ra. Bây giờ đã muộn rồi. Randy cũng rất sợ phải tiếp tục ở lại đây. Mông Cổ sẽ có tuyết đầu tiên trong số tiếp theo. Người chơi sẽ phải đối mặt với những thử thách sinh tồn nào? Hãy theo dõi kênh của mình để theo dõi phần tiếp theo nhé. Nếu không có đủ lương thực dự trữ, khả năng sống sót trong tự nhiên đạt đến một mức độ nhất định. Chỉ có chịu đựng cơn đói và sự kiên trì, đó là bí quyết tối thượng hỗ trợ người chơi đến cùng. Thời gian đã đến ngày 33, tâm trạng của anh chàng Larry này thay đổi thất thường. Ánh nắng ban mai rực rỡ làm anh hạnh phúc. Mùa đông lạnh giá ở Mông Cổ đang lặng lẽ đến. Cỏ dại quanh trại phủ một lớp sương trắng. Điều hài lòng nhất là trong nhà không có chuột. Anh vui mừng liền nhảy nhót hát ca. Người ta thường nói, đàn ông thích cười là người may mắn. Larry cũng không ngoại lệ. Anh liền đi kiểm tra bẫy. Đó là một chú Jerry bé nhỏ, dùng gỗ đập vào cái chân đã đông cứng. Bằng cách này, bữa sáng đã được giải quyết. Đúng lúc anh chuẩn bị về nhà, đột nhiên có một âm thanh khác rơi xuống từ một cái bẫy khác, bắt được con mồi tiếp theo. Để kỷ niệm ngày vui này, Larry đặt tên cho mỗi thiết bị, đánh dấu thành tích bắt chuột của anh. Trong chớp mắt, một vùng mây mưa lớn quét qua, anh trốn vào hầm trú ẩn trước. Lúc này trong nhà lại có tiếng chuột nữa, lập tức xóa sạch mọi niềm vui anh đã tích lũy. Mức độ giận dữ của anh trai gắt gỏng tăng vọt ngay tại chỗ. Để chào đón mùa đông Mông Cổ, Sam phải ra cố lại nơi trú ẩn, thu thập một lượng lớn gỗ gần đó và chất thành đống trước nơi trú ẩn, lấp đầy các khoảng trống bằng rêu, cánh cổng được quấn bằng cành cây và vỏ cây bạch dương. Mục tiêu của anh là tránh bị chết cóng trong gió lạnh. Đợi Sam vừa ra cố xong, lúc này, trên trời bắt đầu có tuyết. Lần đầu tiên anh cảm nhận được bầu trời Mông Cổ. Màn đêm buông xuống, một vài con chuột ríu rít đến trại. Tiếng ồn làm anh ấy rất khó chịu. Để dạy cho bọn này một bài học, Sam dùng gậy và đá để đặt bẫy ở gần đó. Sau khi xử lý xong, anh đang nghĩ xem mình có thể sống được bao lâu nếu ăn cỏ. Đang nói, có tiếng một tảng đá rơi xuống đất. Nhìn kỹ hơn, đó là một con chuột. Dùng gậy đưa nó sang phương Tây để xin kinh Phật. Mặc dù bề ngoài có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng trong tình trạng sinh tồn, mối quan hệ duy nhất của họ là kẻ yếu và kẻ mạnh. Thời gian đã đến ngày 34, cho đến nay cân nặng của Dave đã giảm được 24 pound, là thí sinh giàu có nhất của mùa giải. Anh ta không hề coi cá là mục tiêu chính của mình. Thung lũng tách giãn đối diện là lựa chọn đầu tiên của anh cho cuộc săn lùng này. Vừa đến địa điểm đã chỉ định, anh đã tìm thấy ba con nai, tránh cho đối phương sớm phát hiện ra mùi hôi. Dave đi đường vòng từ bên cạnh, ai có thể ngờ rằng bị chúng phát hiện. Lo lắng mỡ trong miệng lại biến mất, và anh ta sẽ không trốn tránh. Nhanh chóng chạy đến trước mặt con nai và cắt râu của nó. Kết quả là, khi anh ta đến chỉ nhận được một cú đá, hàng ngàn calo năng lượng đã bị lãng phí một cách vô ích. Đứng trên sườn núi nhìn về phía xa, Dave bị thu hút sâu sắc bởi khung cảnh nơi đây. Không muốn cuộc sinh tồn hoang dã này biến thành đấu trường sinh tử, anh ta quyết định xây một cái lán làm điểm rừng săn bắn. Gỗ rải rác trên mặt đất, đó là những mảnh vụn anh dùng để dựng chiếc lều. Một chiếc lán có thể che gió vào mưa đã nhanh chóng được xây dựng. Thật trùng hợp, tuyết trắng bắt đầu rơi trên bầu trời. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi chú nai đến trước cửa nhà bạn. Ngoài trời đang mưa, Randy phải trốn vào trong chiếc lều ấm áp để vượt qua thời gian dài và nhàm chán. Anh khéo léo làm chiếc ghế từ dây pa, ờ cót và cành cây. Sau khi tạo xong ngồi thử, đã tạo ra cảm giác thoải mái đã lâu không có. Lúc đó anh như được trở về chính ngôi nhà của mình. Trong khi bầu trời quang đãng, Randy quyết định leo lên ngọn núi phía sau anh ấy. Đây không phải là một bước đi khôn ngoan xét từ góc độ sinh tồn. Năng lượng tiêu thụ trong đó, ăn vài con cá giết hoang dã cũng không thể bù đắp được. Cứ như thế này, sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi thở hổn hển. Nhìn khung cảnh trước mắt đẹp quá, anh không khỏi hú lên để bày tỏ sự vui mừng. Cảm giác như mọi công sức đều đáng giá. Hôm nay là ngày kỷ niệm của Brit. Vào mùa thứ ba, anh ấy đã rút lui vào ngày này. Anh ấy thích nhìn những ngọn núi phủ tuyết.
Nhưng anh lo lắng hơn về nguồn cá trong tương lai. Khi nhìn thấy cá giết nhảy trên mặt sông, Brit rất phấn khích. Anh đã không ăn cá tươi kể từ khi nhiệt độ giảm xuống, rồi không nói một lời. Anh mang dụng cụ câu cá, rồi đi đến sông. Thời gian trôi qua, thời tiết trở nên lạnh hơn. Đàn cá đi đến vùng nước sâu để trú đông. Thật khó để tìm được cơ hội, Brit không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng bao lâu sau, một con cá giết đã tới cắn câu. Nhìn con cá bụ bẫm, tâm trạng vốn đã vui vẻ lại càng vui hơn. Về trại và thắp lên ngọn lửa, đừng quên cảm ơn thiên nhiên trước khi thưởng thức nó. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, nghe tiếng kêu ríu rít khi đun lửa, Brit lặng lẽ chờ đợi với một cây gậy gỗ trong tay. Giây tiếp theo, Jerry bé đã nằm trên tay. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có đồ ăn trước khi đi ngủ. Anh ấy không khách sáo chút nào, cẩn thận làm thịt, đặt ngay cạnh bếp và nướng trên than củi. Cắn một miếng sau khi nấu chín, thịt giòn bên ngoài và mềm bên trong. Thời gian đã đến ngày 35. Lúc này, nhiệt độ ở Mông Cổ xuống tới âm 1 độ C. Anh tự hỏi phải chăng mỗi tháng luôn có nhiều ngày như vậy. Ngồi dưới gốc cây vẻ mặt không vui, sống một cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày như không có hồi kết. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Randy quyết định đi câu cá. Ngay lúc đó, tuyết trắng bắt đầu rơi từ trên trời xuống, mang ngư cụ xuống sông và quăng lưỡi câu nhiều lần. Đàn cá không còn khả năng đớp mồi lần lượt như trước nữa. Đây là sự tàn ác của nơi hoang dã. Protein dường như biến mất chỉ sau một đêm. Điều này khiến Randy có chút lo lắng. Để thoát khỏi sự khó chịu trong lòng, Randy mặc quần rộng bước xuống sông, hy vọng nước sông có thể làm anh bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tâm trạng vẫn không ổn. Alo, tôi là Randy đây, tôi muốn kết thúc thử thách. Hãy đến đây nhé. Trong chớp mắt, chiếc xe của đoàn chương trình đã tới nơi. Đối mặt với những câu hỏi từ nhân viên, Randy đã nói sự thật. Khi nhiệt độ giảm mạnh, anh ấy không còn khả năng tiếp cận với thực phẩm. Anh không muốn đợi đến ngày chỉ còn da bọc xương rồi mới ra về trong nước mắt. Nhưng so với kỷ lục sống sót 21 ngày ở mùa 2, Randy đã đạt được mục tiêu nhờ sự đột phá của bản thân. Với sự rút lui của anh ấy, tuyết ở Mông Cổ ngày càng dày đặc. Rõ ràng đây là một tin tốt đối với Dave, người đam mê săn bắn. Những thách thức sinh tồn mà các thí sinh còn lại phải đối mặt trong tương lai sẽ còn khó khăn hơn. Ai có thể sống sót đến cuối cùng và giành được giải thưởng? Chúng ta hãy cùng xem tiếp nhé.